còn giả bộ tự tử, định hù tôi hả? Yến, lại còn muốn cái gì nữa đây? Mẹ hỏi cô ta muốn gì thì đúng hơn. Trời ơi, cô sao vậy? Trời ơi, sao cô nghĩ quẩn vậy? Cô Yến còn trẻ con, lời nói thiếu suy nghĩ, khi không đi tự tử chi vậy? Ờ, không phải đâu dì Tư, con... Dì Tư nói với con rồi, con đừng có nghĩ quẩn. Con tìm đâu ra nhà nào giàu hơn nhà này đâu nha. Dì nghe nói sáng nay á, bà chủ có đi coi để mua thêm một ngôi nhà ở khu nghỉ mát nữa đó. Trời Phật đất ơi, máu chảy ra nhiều quá. Con ơi, xuống đây con. Cổ đứt tay không phải bằng dao đâu, mà bằng miếng chai đó. Sao lạ vậy? Cổ tự tử. Chị đó cái gì? Sao lại tự tử? Tại sao cái chuyện lớn như vậy mà chị không nói cho tôi biết hả? Dạ, cổ giấu. Cũng may á là tôi phát hiện kịp á. Nếu không biết á, chuyện gì sẽ xảy ra nữa đó. Biến đi, tôi không có mượn. Con làm gì vậy Yến? Con có làm gì đâu. Con mới lớn tiếng với ai trảnh vậy? Đã nói không có mà, phải không? Dạ không có gì hết mẹ. Thôi ăn cơm đi. Mẹ không muốn nghe con lớn tiếng thêm một lần nào nữa nha. Con là nhỏ tuổi nhất trong nhà này đó. Ăn nói vậy người ta nói mình hỗn hào đó. Nhài hoài cô nhiều đó. Nghĩ sao bả mới vô nhà có mấy bữa, mẹ định chia tài sản cho bả là sao? Ủa, bộ cô nói cô Tuyết đó hả? Chứ nói ai. Nghĩ gì, cô cũng tội nghiệp lắm con à. Tội gì? Tội chưa xử thì có. À con à, con biết chuyện gì không? Chuyện gì? Hồi sáng này nè, cô Tuyết, cổ tự tử á. Cái gì? Ai tự tử? Thì cô Tuyết với ai? Con biết không, cổ buồn, cổ lấy miếng chai á, cắt vô tay nè, máu chảy quá trời quá đất vậy đó. Chuyện này á, cậu Hải mà biết được hả, là lớn chuyện lắm đó à nghe. Tự tử hả? Ừ. Bà giả bộ tự tử để con trở thành tội nhân thiên cổ chứ gì? Quá đáng mà. Cô đi đâu vậy? Xuống dằn mặt bà. Ê mà cô đừng nói là tôi nói nha cô. Cô đẹp lắm, giống như may sẵn cho con vậy đó. Còn mấy cái nữa, con vô phòng thử cho mẹ coi nha. Dạ. Chị cũng gan quá ha. Còn giả bộ tự tử, định hù tôi hả? Yến, lại còn muốn cái gì nữa đây? Mẹ hỏi cô ta muốn gì thì đúng hơn. Dùng nước mắt cá sấu. Xin lỗi, chiều đó ở đây cũng có thừa ha. Chị không có, em đừng có nghĩ chị. Chuyện sống chết của chị tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nói với chị một điều là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dở chiêu trò mánh khóe gì trong cái nhà này. Thôi nha, ăn nói với chị dâu như vậy mà coi được hả? Con không coi anh con ra cái gì hết nữa hả? Hả?